Nói đến Diễn Châu là nói đến vùng quê có phong cảnh tươi đẹp. Từ xưa, huyện Đông Thành gồm huyện Diễn Châu và Yên Thành ngày nay có 8 cảnh đẹp nổi tiếng, thì non nước Diễn Châu đã có tới 6 thắng cảnh tuyệt đẹp. Một trong 8 cảnh đẹp đó là chính là cửa Lạch Vạn, nơi tiếp giáp giữa sông và biển. Lạch Vạn là đoạn cuối của con sông Bùng, dài khoảng 9 km, lòng sông rộng 250m đến 400m, chảy theo hướng từ Tây Bắc, Đông Nam, đi qua các xã Diễn Hoa, Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Kim, Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Thành rồi đổ ra Biển Đông. Từ xưa, Lạch Vạn được xem là tuyến đường thủy quan trọng cho việc lưu thông, buôn bán làm ăn của người dân địa phương, và trên lĩnh vực quân sự lại càng có ý nghĩa. Từ cuộc khởi nghĩa của Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi chỉ huy vào tháng 6 năm 1425, đến cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, khi mà tuyến đường bộ bị máy bay Mỹ quần phá, thì sông Lạch Vạn lại trở thành huyết mạch giao thông, vận chuyển quân lương ra tiền tuyến. Quân và dân nơi đây đã dồn hết sức người sức của anh dũng chiến đấu. Những năm chống Mỹ, máu mồ hôi và nước mắt của quân và dân nơi đây đã hòa vào nước biển vùng cửa lạch này. Họ là Phạm Thị Chiến, Hoàng Ký, Nguyễn Tường, Nguyễn Trình, những người con được sinh ra và lớn lên trên bờ Lạch Vạn. Có lẽ vì vậy mà đến muôn đời, cửa lạch cứ trở mình bồi lở, để nước biển thi thoảng lại có những chiều ngầu đục, như nhắc nhở về những hy sinh và lòng quả cảm của người dân nơi đây. Hơn 50 năm trôi qua, Lạch Vạn thời chiến tranh với những bom cày đạn sới, đổ nát hoang tàn, giờ đây đang từng ngày khởi sắc. Trong công cuộc đổi mới của quê hương, Lạch Vạn lại càng có ý nghĩa trong phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh. Một hệ thống 50 km đê cửa sông và 27 km đê biển và kè chắn sóng ngăn nước mặn xâm thực, đảm bảo an toàn cho hàng chục vạn người dân vùng biển làm ăn, sinh sống an toàn, đã được nhà nước đầu tư xây dựng. Cùng với đó, gần 500 hecta rừng ngập mặn trải dài theo triền đê do Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản tài trợ, trồng từ năm 2003, cũng là bức tường xanh vững chãi, ngăn gió bão chiều cường và bảo vệ môi trường sinh thái vùng Lạch Vạn. Rừng ngập mặn trông xa như những dãy núi nhấp nhô một màu xanh mát mắt, đã thu hút không ít du khách ưa thích tìm hiểu thiên nhiên về khám phá, bởi trong rừng có khá nhiều loài hải sản và cũng là nơi trú ngụ của nhiều loại chim muông, sinh vật. Ngoài hai cầu lớn bắc qua sông Lạch Vạn là cầu Bùng và cầu Diễn Thành, những năm gần đây trên đoạn sông này đã được xây dựng thêm nhiều cây cầu mới như cầu Diễn Kim, cầu Diễn Kỷ, cầu Diễn Vạn. Và đặc biệt hơn là tuyến đường ven biển đang được thi công, trong đó có cây cầu Lạch Vạn nối xã Diễn Thành với Diễn Kim. Ước mơ nối đôi bờ để giao thương làm ăn sinh sống của nhân dân 9 xã vùng bãi ngang, cửa biển đã trở thành hiện thực. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên và xã hội, ngành khai thác thủy sản khu vực cửa Lạch Vạn đã sớm hình thành và phát triển. Cửa Lạch Vạn là nơi ra vào của tàu thuyền các xã Diễn Ngọc, Diễn Bích và Diễn Kim. Sản lượng khai thác hải sản của huyện Diễn Châu chủ yếu tập trung ở đây. Để giữ yên cuộc sống người dân, đồng thời giúp nhân dân vùng biển thuận lợi trong lưu thông sản phẩm, năm 2003, nhà nước đã đầu tư xây dựng một cảng cá ngay bên bờ Lạch Vạn với diện tích 8 hectare, thuộc địa phận xã Diễn Ngọc, đã tạo nên không khí làm ăn tấp nập nơi vùng cửa lạch. Có nơi neo đậu an toàn, hải sản được thu mua tại chỗ, ngư dân yên tâm ngày đêm bám biển. Cảnh đẹp ấn tượng của Lạch Vạn đã làm say đắm bất kỳ ai khi đến đây. Trong ánh nắng, từng đoàn thuyền hối hả nối đuôi nhau về cập bến, mang đầy những món quà mà biển cả hào phóng ban cho người dân nơi đây. Được thiên nhiên ban tặng cho cảnh đẹp cùng với sự năng động trong thu hút đầu tư, tạo ra những cơ chế thông thoáng phù hợp nên vùng cửa lạch ngày càng phát triển. Một thị xã biển trong tương lai sẽ không còn xa với người dân cửa Vạn. Tất cả đang rộn ràng tươi mới, đi lên xứng đáng với những gì mà thiên nhiên đã ban tặng và cả sự hy sinh của lớp lớp thế hệ cha anh vùng cửa Vạn.